Cách đây 9 tháng thì là 2 triệu
giải quyết thành vụ án khác nghe cũng pháp luật, thì căn cứ vào điểm điều khoản nào mà cho rằng anh ấy phạm những cái đoạn sai? Tòa án nhân dân tối cao đã gửi cho tôi thông tin và hướng dẫn cụ thể trường hợp về vụ án của thực hiện trường hợp người thực hiện nhiều hành vi, mỗi ngập chuỗi hành vi một cách liên tục kế tiếp nhau về mặt thời gian, trong đó hành vi trước là tiền đề điều kiện để thực hiện hành vi sau, thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về nhiều tội tương ứng với từng hành vi. Nếu mỗi hành vi đều có đủ các yếu tố cấu thành tội phạm, cho nên phiên tòa sơ thẩm đã tự áp đặt ra một cái tội danh hình sự cho ta để cho chọn cái mức án coi như là nhiều nhất cho ba đến ba thân. Yeah.